Xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game mới. Mà thực ra là tựa game cũ, ra mắt từ 2015 rồi. Tựa game tên là King's Quest. Nó là bản remake của... Cũng không phải là remake là mà là một bản làm lại từ tựa game King Quest 1980. Game thì thuộc thể loại giải đố, phiêu lưu. Hiện tại tôi đang khá là thích cái thể loại này. Tôi sẽ chơi các cái tựa game thuộc thể loại này. Game chia ra làm 5 chapter. À, cái chapter 1 này, game này là đang miễn phí ở trên Steam cái chapter 1. Tức là mình có thể download game về và chơi hết chapter 1. Nếu như mà anh em thấy hay thì có thể chơi những cái chapter 2, chapter 3, chapter 4 này bằng cách là mua theo dạng DLC ở trên Steam. À, bắt đầu thôi. Hơi mất thời gian của anh em rồi. Tôi không biết là tựa game này nó sẽ là như nào đâu nhá. Hoàn toàn là mới tinh, xem chưa xem. Đây là nhân vật của mình đây. Ấn tab mở thùng đồ. Rồi, ok. Cái này thì điều khiển như nào? Điều khiển đi lại bằng như là các cái game bắn súng bình thường. WASD. Camera không đi theo à? Không biết có dùng chuột không? Tôi chưa thấy chuột. À, nó lại dùng space bar để nhìn. Bắt đầu game hơi ấy nhỉ, hơi nhanh nhỉ. Vào phát là đã là nhân vật. Tôi nhìn thấy bàn tay rồi, anh em cứ từ từ, tôi thử xem. Cái thể loại game này là mình cứ phải khám phá tất. Space bar để quay này. Ấn S. Đây là thả dây xuống. Rồi. Về xa nữa. Phía này có đi được không? Không đi được. Đây. Tự nhiên lại ra leo lên cái giếng. Game mới chả gùng. I have not been back there in years, but it was the last place left to look. Tôi chưa từng quay lại cái nơi này. Toàn vàng ở dưới giếng này. Nhìn xem nào. Cái này là kiểu là vàng người ta ném xuống giếng để người ta nguyện ước ấy, cầu nguyện ấy. Nhưng mà đây không phải là cái kho báu mà mình muốn tìm. Đây, cửa đây. Từ từ. Đường này có đi được không? Đây, cái giọng, anh em nghe thấy cái giọng rất là già nua không? Đấy là giọng kể của ông vua ấy. Ông vua ông đang kể lại ấy. Đây là, chắc là mình đang điều khiển ông vua hồi trẻ. Tôi có đọc qua giới thiệu về game thì là ông vua kể chuyện lại cho cô cháu gái mà. It was not exactly as I remembered it, but it wasn't all that different either. Ông ở đây không chính xác như những gì ông ấy nhớ nhưng mà nó cũng không khác mấy đâu. Chắc đang kể cho cô cháu gái. Kể cho công chúa. Ngày xưa, ở một vương quốc có một ông vua và một cô công chúa. Nhảy. À, sao vừa mình ấn cái gì nó nhảy nhỉ? Hình như là cũng chỉ là dấu cách thôi. À không, nhân vật nó tự đến thì nó tự leo lên. Không cần phải. Two odd contraptions guarded the lost treasure. I would have to turn one and see what happened. Có hai cái cơ quan này mình phải thử quay một cái xem chuyện gì xảy ra. Từ từ, tôi phải nghiên cứu đã, không làm bừa phứa được. Tôi là tôi hay chọn bên trái. Quay. Úi giời ơi. And that's what would have happened if I turned the left switch. But since I am here telling this story, you already know that I pulled the right one.
Đấy là chuyện sẽ xảy ra nếu như mà ta động vào cái ở bên trái, nhưng mà đấy là lý do ta ở đây để kể lại câu chuyện. Rồi, được rồi. Lắm chuyện. Sao mà game này kiểu game hài à? Cơ quan cơ kiếp gì toàn treo giường ấy, giường đệm. Quảng cáo đệm kim đan à? Ông vua kiểu đang phét lác với công chúa rồi, chắc công chúa nhỏ cả tin. Kho báu không biết giấu cơ quan. Valves, butter churns, and beds were jammed in every nook and cranny of that cave. It all seems so familiar. Vua phét lác kiểu chắc là hoàng tử sống trong nhung lụa, xong rồi lớn lên bố truyền lại ngôi vua cho nên là thành vua. Even though the bed was very comfortable, this was no time. Lại giữa cái hang xong rồi nước ở dưới tự nhiên chạy ra leo giường ngủ. Làm sao Hold on, Grandpa. I don't remember this part in the story. đấy, công chúa đang hỏi ấy. Ông ơi, con không nhớ những cái phần này của câu chuyện. Nói chung là ông này ông bốc phét thôi. As I treaded through the river of rumbling trundles, I feared I knew the source of that deafening wind. Ông ấy đang phét lác ấy, anh em cũng không cần hiểu đâu. Nhìn này. Cầu kiếc gì làm toàn bằng giường. Giường với lại các cái đồ vật. Beneath a slumbering pile of teeth and claws was fabled mirror. Con rồng. So you remember this part of the story. Con nhớ cái phần này câu chuyện à? You want to tell this part? Vâng, con rồng là cái phần con thích nhất. King Edward sent me. Kính Rút sen tôi, à gửi tôi đến hiệp sĩ vĩ đại nhất của Devachi trong cái nhiệm vụ để thu hồi cái gương bị mất. My way to add a shinier hat to my collection. Vẻ hơi nhàm chán, thà quay lại chơi Machinarium còn hay hơn. Không hiểu sao cái game này lại được điểm cao. Bó tay. Thả nào phần 1 cho free để người ta vào người ta chơi thử chứ không chắc người ta cũng chả mua. Tự nhiên có ông già phét lác xong rồi con cháu gái dở hơi. Rơi cả tay quay ra này. Ông bảo là định sử dụng cái này nhưng mà cái tay nó rơi ra rồi. Giờ chắc phải đi kiếm cái gì để gắn cái tay vào. Giấy, từ từ. Volumes of old books with foreboding titles clutter the shelves of that strange bedroom. How to Tame a Dragon, How to Tame a Breaking the Dragon. Spirit of Hideous Beasts, Amateur Spells to Impress Tên Your mấy Friends quyển sách thôi. With. No books about recovering missing handles, though. Không tương tác được, tương tác kiểu gì? Đùa chứ game vớ vẩn nhỉ. Xong cái góc quay camera khó chịu. Rồi. Đừng có để đây là video đầu tiên cũng là video cuối cùng nhé. So the missing handle was booby trapped? What did you do? Well, đây là cái tay đây. Một cái phần của cái tay quay đấy. Ông ấy bốc phét ông bảo là con kia nó hỏi là đây là một phần của cái bẫy thì sao ông có thể tháo được. Ông bảo là ta quá là thông minh mà ai cứ trốn vào đây chăng, không cho mình trốn ạ. Em chào anh. Phải. Tí chết nhá, may mình đi sang bên trái. And that's how I knew the dragon appreciated my good taste. Grandpa.
Con rồng nó rất là thoải mái vì à và rất cái kiểu là rất là cảm ơn vì cái vị ngon của ta ấy. Là sao? Chả hiểu. Tự nhiên mình chết rồi. Mà rõ ràng đá nó rơi phía bên kia, tại sao mình lại chết nhỉ? Không à. Nhanh nào. Nó không cho mình skip. Missing handle was booby trapped. What did you do? Well, I used my cleverness to outsmart the trap. À. Chắc là mình phải dùng cách nào đấy để mình không cho cái chuông nó rung. I used my cleverness to hide. Đây. Trốn. Dùng trí thông minh để ẩn trốn. Vãi thế mà lược nó. Rồng mới chả phượng. Luckily that half-blinded beast never noticed me in bed. A dragon's eye must be really hard to pierce with an arrow. At archery lessons, I can barely hit a hay bale. It is indeed a feat only for skill. Nó ở con rồng rất là khó để hạ gục bởi cung tên. Bình thường thì nó bắn cung tên ở cái chỗ bắn vào cái con rối đấy. Là nó cũng bắn trượt. Rồi. Chạy, con rồng nó dậy bây giờ. Rõ ràng cái chuông gõ thì con rồng nó dậy mà đá rơi. À đây, nó dậy thật. Sao con rồng này bị trói ở dưới này? Cái gì đây? Ở đây thì có rất nhiều những nhà thám hiểm thất bại khác. Thôi anh ơi, nó xích như xích ki thế kia còn leo mới trèo làm gì. The narcoleptic dragon went back to snoring. I'd probably sleep all day too, if Amira was my only friend. Ra quanh nào anh ngủ này. Tôi thấy khá là khó chịu với lại cái kiểu camera của trò này. Rồi đây, chui vào đây. À kia là cái xác khô thôi. Máy trưởng toàn giường mới chiếu. Game giường chiếu à? Uầy. Vãi. Hiểu rồi, đến đoạn này phải đi chậm. Ô chết. Why die? Wait a minute. Does this mean our family's immortal? Cái kiểu hài hước của cái game này tôi đang thấy là hơi nhạt. Con công chúa nó vừa hỏi ông là ông đợi chút, thế có nghĩa là gia đình chúng ta là bất tử à? Tức là tại sao ông trong câu chuyện ông chết rồi mà bây giờ ông vẫn ngồi đây ấy? Khá là nhạt. Nếu mà game này mà không có gì tiến triển thêm nữa, tôi sẽ vào Steam và tôi cho nó một cái negative review, một cái ngón trỏ chúi xuống.
chết. Nhanh. Từ nãy giờ các câu đố cũng khá trẻ con. Chưa có gì cần vận dụng đến IQ vô cực của tôi cả. Điều đây à? Đây có gì? Whoever designed this trap thought they were pretty. Lên trên đây là cái thang nó rơi rồi, không quay lại được. Dù là ai đi nữa thì thiết kế cái bẫy này cũng rất là thông minh. Thông minh làm sao bằng cái người giải bẫy được. Đây cuối cùng à. Không sao. À, trước tiên là phải tôn trọng cái người chết đã, xong mới lấy đồ. Ai cả tôn trọng, vặt cả cái tay người ta. Này thì quá đơn giản. Góc camera khó chịu thật đấy. Ui, vãi. Tôi đoán là phải chạy mấy cái trắng trắng này. À không, đi vô tư mà. Ui, vãi. Đi bên cạnh cho chắc. The mirror called out to me. Cái gương nó kêu gọi ta. Gương này là gương của mụ phù thủy mẹ của Bạch Tuyết à? Gương kia đây này. Đây có thằng rung chuông này. Kia có cái cục gì kia? Cái xích này nối vào đâu? Lên đây xem nào. Lên đây có gì? Bây giờ mà lấy gỡ thằng này ra là kiểu gì nó cũng rung chuông. Xoay trước đi. Giữ ở đây. À. Ra thế, mình phải xuống kia. Con rồng nó ăn xong thì cái này nó sẽ quay về đây. Ô, nó lại xuống luôn à? Đây. Nhanh ạ. Rồi. Ui, xong. Ngủ gật luôn ạ. Sao lại đánh thức nó dậy nhỉ? Đánh thức nó dậy mà không có thức ăn nên là nó nổi điên rồi. Tức là bây giờ mình phải cho nó ăn. A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Tôi hiểu rồi. Tức là không phải là cho cái kia xuống trên đường đi mà phải là trên đường về. Trên đường đi là sang ngay chỗ con rồng kia nó ăn thịt là phải. Ô vai.
Có thịt rồi, dùng cho nó dậy nó ăn thịt đi, xong rồi bắt đầu. Trong cái lúc này thì mình lại không leo được, lại phải xem cái con rồng nó ăn. Khó chịu ghê ta. Ơ, nhầm. Anh rồng ơi, anh cứ từ từ anh thưởng thức nhá. Nhai kỹ thì mê. Anh cứ ăn đi, em... Vãi. Làm sao? Thế xem ở đây còn cái gì không? Game lỗi này. Tôi ấn nó bị lỗi rồi. Rồi. Tôi thử là nó đang ăn, tôi thả miếng khác xuống rồi. Dùng cái dây nào. Không có cách nào để bỏ qua luôn. Cho cái này về. À, đúng rồi. Xong rồi bây giờ cho cái miếng kia về bên kia. Xong rồi rung chuông để con rồng nó sang bên kia em ơi. Bên kia mà. Con rồng này. Đấy, nó sang bên đây nó ăn này. Xong bắt đầu mình mê sang bên kia. Chuẩn rồi. Tại vì bên này có đống xương, lúc hạ xuống nó kêu. Còn mình chuyển con rồng nó sang nó ăn ở bên đấy, thì bên này mình sẽ vào mình lấy được cái gương. Đấy rồi. Ô, chỉ có những người siêu thông minh giống tôi thì mới đoán được ra cái điều đấy. Xoay gương phát là thành vua này. Vãi cả đái. Lên. YOLO. Ôi thôi 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 thôi. Rồi. Sao? Siêu thiện xạ à? Chết. Xì. Nào. Mà rõ ràng. Ôi chết 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 chết. Chết 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 chết. Không. Đừng. Bó tay. Rồi rồi rồi. Con rồng kia ấy đấy nhỉ. Ok. Rồi. Còn gì nữa? Củ vãi. Rồi. Xì. Được lắm. Thả nào được làm vua. Nhưng mà chắc ông này vẫn đang phét lát thôi. Phét lát với này cháu gái kiểu nó nhỏ nó không biết gì ấy.
Này thì cản này, quá là easy. Này thì rồng này, thò đầu ra sai chỗ rồi con ạ. Cùn ngầu. Em chào anh. Ô, mày quá. Đến đúng đoạn xích nó căng rồi. Con rồng không biết phun lửa à? Nhanh 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 nhanh. Bó thầy. Hình như tôi chạy nhầm chỗ rồi. Hình như bên phải nó có một cái cửa hang thì phải. Game mất thời gian thế nhỉ? Không cho mình skip. Ok. Là sao? Không phải là bên phải kia nó có cái cửa hang à? Ui giời. Ui giời. Ui giời. Đoạn này làm tôi nhớ đến hồi tôi chơi trò Resident Evil. Lúc con cá sấu nó đuổi. Phát chưa? With a magic mirror safely in my possession, I dreamt of the Daventry I would be rewarded with and the kingdom it could become. Vương quốc trở thành cái gì? Lấy được cái gương này thì sẽ được phần thưởng là cái gì? À đây, thoát ở đây. Làm sao? In that split second, I had three choices in front of me. Any would clear my path to safety, and all would have rippling consequences. Bắn mù mắt thôi, bắn cái này. Thôi bắn cái này đi. Anh ơi, chúng ta là bạn, em thả anh rồi. Nếu không biết là nếu mà tôi lựa chọn tôi bắn vào mắt nó thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Thực ra là tôi không phải có ý tốt thả nó đâu, mà là tôi nghĩ là bắn vào cái tay quay thì nó sẽ kéo cái xích trở lại, làm cho con rồng nó không cắn được mình. Đây. Công chúa nhỏ xinh thế, mỗi tội ngu để ông lừa, ông già lừa. Many troublesome crumbs tangled in my beard. Cái gương thần này khi mà nó trở lại thì nó sẽ cảnh báo trước những nguy hiểm cho vương quốc kiểu thế. Now, can we get back to that dragon? Gwendolyn, there's so much. Còn mẹ nó chỉ thích về câu chuyện về rồng thôi. I hope this old cap will be remembered for far more. Ông bảo là có rất nhiều thứ còn hơn cả những câu chuyện về rồng. Sewn into the seams are many hidden adventures. Cái mũ này nó nhớ rất nhiều câu chuyện. All right, let's get back to the dragon. Đúng rồi, hãy quay lại câu chuyện với lại everything. Rồng. Like, why did you set the hãy kể dragon tất cả cho cháu. He was trying to eat you. I set him free because, well, hãy kể cho cháu là vì sao ông thả con rồng ra mà nó không ăn ông. The despicable, hideous beast Daventry had made him out to be. He was just a caged animal that was never shown any kindness. On that day, I forgave the dragon for his atrocious. Thực ra con rồng ấy thì nó chỉ giống như một con thú bị nhốt và không được quan tâm thôi. I guess I do too. I'm known as Gwendolyn the Popular back home, but only to my stuffed bunnies. I've always found it best to pursue friends where I can, though they don't always feel the same about me. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's way past your bedtime.
Sleep well, Grandpa. I'll be back first thing in the morning. Con bé này nó rất là thích được ông này nghe chuyện nên là nó bảo là sáng sau nó sẽ quay lại. Con này nó chắc là nó giở vờ về ngủ xong bây giờ nó lại trốn ra này. Máu phiêu lưu. Sao thằng nào đấy? Nửa đôi đêm nửa hôm lại có thằng treo vào cửa sổ là sao? Hello, cousin. À, thằng này là anh họ. You're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. We got here as fast as we could. I like grandpa stories, especially the ones with dragons. Ah, yes. Thằng này nó bảo nó thích câu chuyện của ông nhất là về những con rồng. I don't know if he forgets I've heard that story before or he doesn't care. But he loves telling. Thằng này nó bảo là về con rồng được thả tự do đấy à? Câu chuyện đấy nó không nhớ, nó đã từng nghe. Nursemaids telling his same jokes in the hall. Các thằng này nó cũng biết ông kia bốc phét, chỉ có con này nó nhỏ nó mới cả tin thôi. Magic elves. Grandfather is fine, Gwendolyn. They all say the same thing. He's just old. He still has a few good years left. Look, tức là thằng này nó bảo là các phù thủy rồi bác sĩ đều bảo là ông già cũng là ông của thằng này mà. Bảo là ông già đấy chỉ còn vài năm thôi là sẽ chết. Yes, the fencing tournament. You'll love it. I'm of course favored to win and will make sure you have the very best seat to view my victory. The courtyard will be filled with important people and delicious hors d'oeuvres. Oh, I'm actually competing in the tournament. Hmm. I had no idea we were hosting a junior tournament. That's incredible. In that case, I will gladly be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope. No junior tournament. I'll be squaring off against you. Thằng này nó đang bảo là con này là hãy đến xem cái giải đấu gì đấy mà thằng này tham gia. Con này nó bảo nó cũng tham gia giải đấu rồi, thì thằng này nó bảo là nó không biết là có giải đấu cho trẻ con đấy. Con này nó bảo là không phải, nó sẽ tham gia giải đấu và sẽ là đối thủ của chính là đối thủ của thằng anh đấy. Mình lúc về già thì vẫn ngồi vuốt cái mũ, chắc là vẫn nhớ lại những câu chuyện oai hùng hồi xưa. Kiểu câu chuyện thì yếu tố thật chắc là cũng có một ít, nhưng mà đa số là thêm mắm dặm muối nghe cho nó hoành tráng. Cái fencing tournament này là gì nhỉ? Là kiểu là hai bên cưỡi ngựa xong rồi cầm giáo để xiên nhau đấy à? Ông này ông đang bảo là vấn đề rất là nghiêm trọng. Ông ấy nghe nói là con bé này tham gia cái tournament đấy. I'm guessing. There are many ways to win a duel. I, for one, have always been fond of. Lại bắt đầu bịa chuyện đấy. Sao mình phải lựa chọn nào? Adept maneuver là gì? Maneuver là gì? Thôi, mình cứ chọn là tử tế dù có chiến thắng đi. Tôn trọng đối thủ. A lovely fellow once told me the fastest way to anyone's heart is through their stomach. Speaking of, that reminds me of a story, one I know you haven't heard before. When I was a much younger lad, before I was a knight, before I'd been to Daventry, and even before I'd seen that, câu chuyện liên quan đến việc it's a tale about a tournament that changed my life. It is a một cái giải đấu đã thay đổi cuộc đời của ông ấy. Well, Triumph, this looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. Con gì này? No, no,
Húp, húp, húp. Bó tay. Ơ, mình đang phải điều khiển à? Vãi trưởng. Làm sao kịp? Bó tay. Rồi, ơ, sao tự nhiên lại... After gracefully rappelling down the cliff, I welcome the sight of an actual road, the first sign of civilization. Sau khi ngã thì thấy một cái biển chỉ đường. Daventry was just a few miles to the east. I'd read all about its wonders in my travel books. I couldn't wait to check out its famous fantastical floating island. Đúng mà là cái biển ấy nó chỉ cái thành phố Davien hay là cái gì tôi không kịp đọc tên, là nó ở phía bên phía đông, chắc đi về đây là phía đông này. Và cái rất là muốn đến cái nơi đấy vì nó là nơi cái hòn đảo bay nổi tiếng. Thôi tạm biệt anh em, hôm nay tôi chơi đến đây, game chưa thú vị lắm. Nhưng mà tôi sẽ cố làm thêm tập tiếp theo xem là nó có gì hay ho không. Dù sao thì điểm nó cao thế chắc chắn là nó phải có hay. Chắc là phần mở đầu thì nó mới chỉ giới thiệu game thôi, cho nên là nó cũng chưa có gì đặc sắc lắm. Bye bye.